Ca sĩ Như Quỳnh nói gì về việc nghiện thuốc dẫn đến quên lời mất giọng? Trong buổi họp báo giới thiệu live show chuyện ba người tổ chức vào đêm 16 tháng 3 tại phòng trà đồng giao, ca sĩ Như Quỳnh thừa nhận đang chịu những tác dụng phụ của chứng nghiện thuốc. Ngoài những thông tin liên quan đến live show chuyện ba người với ba giọng ca Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung dự kiến diễn ra vào đêm 28 tháng 3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Sâu Hà Nội, Như Quỳnh lần đầu có những chia sẻ về những đồn đoán liên quan đến đời tư, trong đó có việc cô bị nghiện thuốc như quỳnh thừa nhận thông tin nghiện thuốc quên lời mất giọng đến mức không thể hát được thời gian qua là thật chị cho biết những chuyến biểu diễn dày đặc khiến chị bị chứng mất ngủ nghiêm trọng để có thể giữ sức việc uống thuốc ngủ để tìm kiếm những giấc ngủ ngắn trên xe di chuyển trên máy bay hay những ngày không diễn là giải pháp hữu hiệu với chị do uống nhiều thuốc ngủ nên tôi mắc chứng hay quên cộng với tuổi ngày càng cao mà hiện nay bạn bè gọi tôi là như bà bà tôi càng dễ quên quên trước quên sau nên đâm ra có lúc quên cả lời bài hát ca sĩ như quỳnh chia sẻ như quỳnh từng gây xôn xao mạng xã hội khi có những bản hát like hụt nhịp có dấu hiệu đuối sức dù đó là ca khúc tủ của mình. Một số khán giả nhận xét giọng hát Như Quỳnh đã xuống phong độ, nhưng với những gì vừa chia sẻ, khán giả có lẽ cũng sẽ thông cảm với chị, vì đó cũng là khoảng thời gian chị bị stress vì mất ngủ và chịu những tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc. Như Quỳnh khẳng định mọi chuyện giờ đã tốt lên, sức khỏe ổn định hơn và giọng hát cũng tốt hơn. Thực tế là trước live show này, Như Quỳnh đã có những buổi biểu diễn tại phòng trà với hơn 20 ca khúc được khán giả tán dương. Bí quyết tìm lại giọng hát của Như Quỳnh chính là bỏ thuốc và tăng cường trị liệu bằng phương pháp tự nhiên như massage cho đầu chị bày tỏ quyết tâm dần dần quỳnh phải bỏ hẳn uống thuốc để triệu chứng mất ngủ vì uống thuốc nhiều rất có hại và những gì quỳnh trải qua là minh chứng